Huấn luyện viên Gong Ho Ki-un từng sợ sang Việt Nam, thức cả đêm để nhớ tên cầu thủ. Huấn luyện viên Gong Ho Ki-un dẫn dắt đội U23 Việt Nam thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay trong trận đấu đầu tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đặt dấu ấn khi giúp U23 Việt Nam hòa 2 đều trước Thái Lan, với lối chơi mang nhiều nét tươi sáng. Trong thời gian ở Uzbekistan, huấn luyện viên Gong Ho Ki-un đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Hosen, Hàn Quốc. Ông đã không giấu được năng lượng tích cực khi cùng U23 Việt Nam chinh chiến ở giải đấu lớn. Tôi luôn là người có nguồn năng lượng tích cực, đúng vậy. Tôi vẫn vui tươi ngay cả khi không có kết quả tốt nhất và biết cách đứng dậy sau thất bại. Nếu điều gì không làm được, tôi sẽ nỗ lực hết sức để nó xảy ra, huấn luyện viên trưởng đội U23 Việt Nam mở đầu bài trả lời phỏng vấn với tờ Hosen. Huấn luyện viên Gong Ho Ki-un khẳng định ông hình dung được áp lực khi nhận lời làm việc ở đội U23 Việt Nam nhưng ông vẫn quyết định đương đầu với thử thách. Tân huấn luyện viên của U23 Việt Nam cũng nhấn mạnh ông không phải là người quá cứng nhắc.